áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của Vũ Huyền. Hi everyone. Welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài đầu tiên, lesson 1 của unit 17, Our Toys. Những đồ chơi của chúng ta. Trong buổi học này, chúng mình sẽ cùng nhau học các từ vựng liên quan đến chủ đề đồ chơi. Đồng thời, chúng mình cũng sẽ học thêm một cấu trúc câu để nói ai đó có cái gì. Bây giờ, cô mời các con cùng bắt đầu buổi học với cô nhé. 1. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Mời các con quan sát hai bức tranh, nghe và đọc theo cô nhé. Bức tranh A. My brother has a car. Em trai tớ có một cái ô tô. Wow, I like cars. Wow, tớ thích những chiếc ô tô. Bức tranh B. My sister has two dolls. Em gái tớ có hai con búp bê. Wow, I like dolls. Wow, tớ thích những con búp bê. Bây giờ cô mời các con lắng nghe khoanh nghe nhé. Unit 17. Our Toys. Page 46. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. My brother has a car. Wow, I like cars. B. My sister has two dolls. Wow, I like dolls. Như vậy, trong hai đoạn hội thoại vừa rồi, các con có thể thấy khi muốn nói ai đó có cái gì thì chúng mình sẽ sử dụng cấu trúc, chủ ngữ. Tức là người có cái gì đó, ví dụ như my brother hoặc là my sister, sau đó has, và sau đó cộng với cái đồ vật mà người ta có. Bây giờ cô mời các con cùng thực hành đọc hai đoạn hội thoại này với cô một lần nữa nhé. A. My brother has a car. Wow, I like cars. B. My sister has two dolls. Wow, I like dolls. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần số 2. 2. Listen, point and say. Nghe, chỉ và nói. Về phía bên tay trái, chúng mình có cấu trúc he or she has. Anh ấy hoặc cô ấy có cái gì đó. Bên tay phải, chúng mình
có một số từ vựng về đồ chơi. Mời các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. A car. Một chiếc ô tô. A car. Bức tranh B. A kite. Một chiếc diều. A kite. Bức tranh C. Trains. Những chiếc tàu hỏa và bức tranh D. Planes. Những chiếc máy bay. Planes. Bây giờ cô mời các con lắng nghe và chỉ vào bức tranh tương ứng. Page 46. Lesson 1. Activity 2. Listen, point and say. A. A car. B. A kite. C. Trains. D. Planes. He has a car. Như vậy, trong vai nghe, bạn ấy nói rằng He has a car. Cậu ấy có một chiếc ô tô. Như vậy chúng mình sẽ chỉ vào bức tranh A nhé. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang phần số 3. Three, let's talk. Hãy cùng nhau nói nào. Trong phần này, chúng mình sẽ thực hành nói sử dụng cấu trúc he or she has cộng với đồ vật, có nghĩa là cậu ấy và cô ấy có gì. Câu đầu tiên, cô mời các con đặt câu. Cô ấy có một chiếc máy bay nào? She has the plane. Các con nhắc lại theo cô nhé. She has a plane. Câu số 2. Mời các con đặt câu. Cậu ấy có một chiếc ô tô nào? He has a car. Và câu cuối cùng, mời các con đặt câu. Cậu ấy có những chiếc tàu hỏa nào? He has a trains. Như vậy, cô Huyền vừa mới hướng dẫn các con hoàn thành xong phần thực hành nói này. Trong hình còn rất là nhiều đồ chơi khác nữa. Các con có thể thực hành nói với bạn của mình nhé. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần số 4. 4. Listen and number. Nghe và đánh số. Trong phần này có 4 bức tranh. Các con sẽ nghe và đánh số các bức tranh từ 1 đến 4 theo thứ tự xuất hiện trong file nghe. Trước tiên, hình A, chúng mình thấy một chiếc ô tô, a car. Hình B, một chiếc diều, a kite. Hình C, những chiếc máy bay, planes.
và hình D, những chiếc tàu hỏa, trains. Các con sẽ được nghe hai lượt, lượt 1 nghe và tự làm, lượt số 2 nghe và kiểm tra đáp án. Mời các con bắt đầu. Page 47. Lesson 1. Activity 4. Listen and number. 1. She has a kite. 2. She has two trains. 3. She has two planes. 4. She has a car. Lượt số 2, mời các con kiểm tra đáp án. Page 47. Lesson 1. Activity 4. Listen and number. 1. She has a kite. She has a kite. Cô ấy có một chiếc diều như vậy. Câu 1 sẽ đi với bức tranh B. 2. She has two trains. 3. She has... Câu số 2. She has two trains. Cô ấy có hai tàu hỏa hạ. Như vậy nó sẽ tương ứng với hình C. Cô xin lỗi. Hình D. Hai tàu hỏa hạ. Và câu số 3. She has two planes. She has two planes. Cô ấy có hai máy bay. Như vậy mình sẽ đánh số 3 vào bức tranh C. Và câu cuối cùng. 4. She has a car. She has a car. Cô ấy có một chiếc ô tô. Hình A sẽ tương ứng với câu số 4. Các con làm đúng bao nhiêu câu trong 4 câu này? Phần này không hề khó, các con chỉ cần nghe kỹ và tập trung làm bài nhé. Câu số 5. Look, complete and read. Nhìn, hoàn thiện và đọc. Các con sẽ quan sát các bức tranh ở trong sách và dựa vào bức tranh để hoàn thiện các câu còn trống. Câu số 1. Mình thấy đó là một chiếc ô tô nên mình sẽ điền từ car. He has a car. Cậu ấy có một chiếc ô tô. Câu số 2. Một chiếc diều. She has a kite. Câu số 3. Cậu ấy có 3 chiếc máy bay. Cậu ấy có thì chúng mình sẽ điền cả cụm. He has. Cô xin lỗi, ở đây không có từ ơ nhé. Bởi vì ơ có nghĩa là một mà đây là ba cái xong rồi một cái và người ta đã điền ba là three ở đây rồi. Câu số 2 mình sẽ điền vào là He has three planes. Và câu cuối cùng mình thấy cô ấy có đoàn tàu nên mình sẽ điền vào là She has two trains. Hai đoàn tàu. Mình sẽ điền thêm từ two vào đây, số lượng vào đây. Cô ấy có hai đoàn tàu nhé. She has two trains. Như vậy, chúng mình vừa mới hoàn thành xong phần bài số 5 rồi. Mời các con chuyển qua phần 6. Phần 6, chúng mình sẽ tham gia hoạt động hát. Bài hát có tên là Their Toys, những đồ chơi của chúng ta. Bài hát này chúng mình sẽ ôn tập lại các cấu trúc câu cũng như là từ vựng mà mình vừa mới học, hoàn toàn không có từ mới. Cô Huyền sẽ mở file nghe, mời các bạn hát theo thật to nhé. Page 47. Lesson 1. Activity 6. Let's sing.
their toys. A kite and a car, a kite and a car. He has a kite and a car. He has a kite and a car. Trains and planes, trains and planes. She has trains and planes. She has trains and planes. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc buổi học ngày hôm nay của chúng ta rồi. Các con về nhà ôn tập lại các từ vựng liên quan đến chủ đề đồ chơi và cấu trúc câu he or she has cộng với đồ vật. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.